phần chuẩn bị nguyên liệu. Đậu hũ thì chúng ta cắt đôi ra, sau đó chúng ta dùng cái dao nhọn chúng ta rạch một cái đường ở trên cái cạnh mà cạnh màu trắng á, để lát nữa mình nhồi nhân. Mộc nhĩ với miếng, cắt hạt lựu, cà chua chúng ta cũng cắt hạt lựu. Cái phần nhân các bạn đọc sơ qua, không cần đọc kỹ đâu, đọc sơ qua khoảng chừng từ 5 đến 7 lần thôi là được rồi, để cho nó kết dính với nhau cho tốt. Sau đó chúng ta sẽ nhồi cái phần nhân này vào trong cái đậu hũ. Các bạn chia nhân ra cho đều, cho bằng với lại cái số lượng miếng đậu của mình để mình nhồi nha. Bạn nào nhồi nhân thì cứ nhồi nha, còn một bạn lấy cái chảo bắt dầu lên cho nó nóng sẵn, và khi mình nhồi xong mình bỏ vô mình chiên luôn á, để lát mình hỏi có phải chờ. Nhớ lưu ý rồi nãy cái chảo dầu nào mà chiên chả giò thì lọc dầu lại nha. Khi các bạn cho cà chua vào xào ở giai đoạn làm sốt cà đó, chúng ta xào cho nó nhừ rồi chúng ta hãy cho nước và các thứ vào nha. Khi đang xào thì các bạn nên cho đường và muối ngay một lượt lúc đầu luôn, để cho nó lên màu của cái cà cho nó đẹp. Cho 3g muối và 6g đường vô luôn. Sau khi xào nó đã nhừ rồi thì các bạn sẽ cho nước vào và để lửa nhỏ ôm từ từ cho cái cà nó nhừ. Trong khi đó cái bếp bên kia thì dầu nóng là cho đậu vào chiên. Các bạn nhớ lưu ý là giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn ôm cà, cho nên có nghĩa là cà mình phải để lửa nhỏ để cho cà nó thật nhừ nát rồi mình mới cho tương cà và nước mắm vô nha. Các bạn cho sớm quá nó bị đặc sệt lại á, nếu bạn nào đã lỡ cho rồi thì tắt bếp chờ đi, chứ không thôi nó sệt quá thì lát nữa không có đủ để mà mình ôm đậu, nó còn phải có thời gian thấm cà chua vô trong đậu nữa. Các bạn chiên đậu hũ, những bạn nào đang chiên đậu hũ mà chúng ta chiên được khoảng chừng 5 phút đến 7 phút rồi á, thì bây giờ mình tăng lửa lên cho nó vàng đều và cho nó phồng cái miếng đậu lên. Xong rồi sau đó mình vớt đậu ra và mình thả vào chung với lại cái sốt cà. Sốt cà các bạn nhớ lưu ý là khi mình cho nước và mình để lửa sôi lăn tăn nãy giờ rồi á, thì khi mà thả đậu hũ vào thì mình mới cho tương cà, tiêu và nước mắm vô. Xong rồi sau đó mình cho đậu vào và mình tiếp tục mình ôm. Các bạn ôm thêm khoảng chừng 5 phút cho nó thấm gia vị và nó mềm miếng đậu. Và khi kết thúc thì các bạn sẽ cho thêm một ít hành lá nữa là mình có thể bày ra được rồi. Thời gian mà các bạn đun sốt ở trên bếp á, nó lâu quá thì nó sẽ làm cho cái sốt nó bị mặn quá và hoặc nó đặc quá. Thì nhóm 6 là bị vô tình trạng đó, tức là nhóm 6 khi các bạn đun lâu quá đó, nó bị đặc lại cho nên cái sốt của mình nó hơi bị mặn rồi. Cái sốt mà ngon nhất của các nhóm ngày hôm nay mà tôi vừa ý nhất là cái sốt của nhóm 4. Nhóm 4 các bạn làm cái độ sánh của sốt là nó cũng vừa ngon. Và nó có một cái quan trọng nữa, có hai nhóm hôm nay làm về cái đậu hũ mà nó ngon nhất là nhóm 4 và nhóm 7. Các nhóm còn lại hầu như cái nhân đều không ngon vì lý do thế này. Các bạn nêm thì đúng, nhưng mà phần lớn các bạn bị một cái tâm lý khi chiên các bạn cứ sợ thịt không chín. Có nhiều bạn chiên, tôi thấy chiên lâu lắm rồi mà hỏi tôi, nói cho cô ơi sợ thịt không chín. Các bạn chiên kỹ quá thì cái nhân bên trong nó sẽ bị khô, nó cứng, nó sát. Cho nên tất cả các nhóm lát nữa các bạn đem xuống, nhưng mà các bạn chừa của nhóm 4 và nhóm 7 lại. Và các nhóm các bạn có thể thử cái độ mềm mại của cái phần nhân bên trong của nhóm 4 và nhóm 7, để các bạn sẽ thấy là hai nhóm này làm cái nhân nó khi chiên xong nó vẫn còn độ mềm mại. Về phần sốt thì cái nhóm 7 thì cái sốt bạn đưa lên ít quá, sau này bán cho khách cũng hơi khó là vì ít quá không có đủ để bán cho khách. Nhóm 4 thì làm tốt rồi, mời các bạn có thể dẹp.